Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và xu thế hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, để nắm bắt cơ hội trở thành động lực tăng trưởng xanh, thế giới đã lựa chọn hướng tiếp cận những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn mà vẫn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản trong sản xuất và đời sống. Việt Nam đã áp dụng những giải pháp này tại các đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, v.v. Nhằm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã tập trung triển khai 4 nội dung lớn bao gồm tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và bảo vệ môi trường, phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp và lạc hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải, áp dụng tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng. Ước tính khi triển khai thực hiện sẽ giảm được 10% cường độ năng lượng trong các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng. Để sử dụng cho cái hiệu quả thì thành phố đẩy mạnh cái chương trình là sử dụng cái hệ thống đèn LED tại hầu hết tất cả các cái công trình công cộng và đang tiến hành thay thế khoảng là 6.000 tới 10% cái hệ thống chiếu sáng của Đà Nẵng bằng đèn LED và làm cái chương trình thí điểm. Sau đó cái hiệu quả thì sẽ tiếp tục nhân rộng trên toàn thành phố. Sắp đến đây thì với cái chương trình tiếp theo thì thành phố Đà Nẵng sẽ phấn đấu để làm thế nào cho thành phố Đà Nẵng xây dựng xong cái chương trình là một cái thành phố môi trường và đảm bảo cái quy trình thực hiện của thành phố Đà Nẵng nó tốt hơn. Để sử dụng năng lượng hiệu quả trong khu vực phát triển đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, v.v. đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng. Khu vực phát triển đô thị đã được quy hoạch các công trình xây dựng đồng bộ với hạ tầng giao thông, dịch vụ công cộng. Các công trình xây dựng khu vực phát triển đô thị phải tuân thủ theo quy chuẩn về sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà để tính toán hiệu quả đầu tư các công trình trước khi xây dựng. Sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng dán nhãn tiết kiệm năng lượng, khuyến khích phát triển công trình xây dựng xanh, xây dựng các trung tâm cung cấp hơi nhiệt để nâng cao hiệu quả làm mát, sưởi ấm trong khu vực đô thị, phát triển thị trường công nghệ, trang thiết bị hiệu suất cao về năng lượng. Mặt khác, các thành phố cũng đã có cơ chế hỗ trợ về mặt chủ trương, chính sách trong việc hình thành các chương trình, chiến lược thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng tái tạo trên diện rộng. Trong thời gian sắp tới thì thành phố Hồ Chí Minh hướng tới việc phát triển đô thị theo hướng năng lượng xanh và bền vững. Thì một trong những cái dự án mà chúng tôi ấp ủ nhất đó là việc thay đổi toàn bộ cái hệ thống chiếu sáng dân lập cũng như hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố Hồ Chí Minh bằng cái ứng dụng cái sử dụng công nghệ LED. Trong đó thì chúng tôi sẽ dự kiến là triển khai trong 5 năm và mà cái cơ chế thực hiện là không phải là sử dụng là vốn ngân sách mà là dùng cái cơ chế hợp đồng tín dụng năng lượng ESCO kêu gọi các doanh nghiệp cùng đồng lòng cùng làm việc đó. Nếu làm được chuyện này thì hàng năm thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm năng lượng điện là mỗi một năm là trên coi như là 20 triệu kWh. Chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong giai đoạn vừa qua đã dỡ bỏ rào cản, thực hiện nâng cao nhận thức cho cộng đồng, xây dựng ý thức thường xuyên sử dụng năng lượng. Theo thống kê sơ bộ giai đoạn 2011-2015, chương trình đã đạt được tổng tiết kiệm năng lượng quốc gia là 5,96%, góp phần giảm đầu tư cho phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, hướng tới phát triển xanh và bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì chúng tôi đánh giá là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của chương trình mục tiêu để thúc đẩy cái việc là nâng cao cái nhận thức và nâng cao về cái kiến thức, về hiểu biết về các cái giải pháp, các cái ích lợi của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong cộng đồng, trong doanh nghiệp và xã hội. Thì công tác này chúng tôi đã triển khai suốt từ năm 2006 khi mà bắt đầu có chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 1. Đến giai đoạn 2 thì các cái hoạt động này được thực hiện với cái quy mô rộng hơn và với cái chiều sâu là sâu hơn so với giai đoạn 1. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả các thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các thành phố khác trên cả nước,
cần thực hiện đồng bộ giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong khu vực phát triển đô thị. Đó là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, góp phần giảm hệ số đàn hồi năng lượng trên GDP của Việt Nam, tạo nên một nền kinh tế carbon thấp, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng sạch hơn và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, là hướng đi đúng đắn của Việt Nam trong hành trình hướng đến phát triển xanh và bền vững.